Rồi, cuối cùng mình cũng đã rời được nông trại rồi. Sau bay tuần vất vả lên đên trên những con đường. Ồ, ở đây lại có thầy ma. Mình đã vứt bỏ một số món đồ rồi. Rồi, cũng may là mình tìm được một chiếc xe đạp cho riêng mình. Bây giờ mình phải giết cái con thầy ma này mới được. Lâu quá rồi mình cũng chưa được dùng đến súng. Vài tuần nay là mình đã rời khỏi nông trại. Đáng thương cho bác Hassel và Taro. Hy vọng hai người đó yên nghỉ. Phía trước có một cánh rừng. Tại sao ở nơi kia có chuyện gì xảy ra vậy ta? Ồ, có máu. Ở nơi đó có xe. Chắc chắn là có người rồi. Đã xảy ra chuyện rồi. Cứ đến đó xem thôi. Được, mình phải đi bộ lại thôi. Như ở đó có một có những con người nào đó. Giờ mình phải đi từ từ và chậm rãi. Xem có chuyện gì xảy ra ở chỗ đó gì. Tại sao khu này lại ít lũ hay ma thế này? Ô, có người. Hả, có người chết. Sao máu me này thế này? Có chuyện gì sao? Ủa, tại sao còn hai người còn sống? Trên tay họ có cầm vũ khí. Giờ mình phải đi cẩn thận. Ô, bọn chúng sắp phát hiện rồi. Mình phải nấp ở đây thôi. Mình sẽ thủ sẵn súng. Khi nào mà bọn chúng manh động mình sẽ giết. Cái tên này không biết là người tốt hay người xấu đây. Chắc chắn là người xấu. Vì tại sao những người này chết mà bọn họ lại còn sống? Bây giờ mình phải chạy thật nhanh qua bên kia. Bên kia có một cái rừng. Chắc chắn là trong đó có chứa đồ rồi. Được rồi, đi thôi. Ồ, may quá họ không phát hiện ra mình. Để xem. Wow, có một bom. Khẩu súng ngắm. Tuyệt vời. Mình đang thiếu súng. May quá, ở đây có súng. Có cả đạn nữa này. Ô, một cái rìu. Cái búa. Ok. Chắc là dụng cụ để sửa xe và súng săn của những người này rồi. Mình phải đi lại đằng kia xem bọn họ đang nói gì đây. Hy vọng mà chúng không thấy mình. Ồ, may quá. Ê, mày đi lại đằng đó xem. Hình như tao thấy có một người nào đó đang chạy qua đằng đó đó. Mày lại đó xem có ai đằng đó không. Mày để đó xem đi, để tao ở đây xem coi còn đồ hay súng gì không. Để chúng ta còn đi lên đường nữa. Hy vọng ship không có chửi mình. Hả? Như những cái tên này là người xấu rồi. Được rồi, mình sẽ giết chúng. Mình sẽ đi ra xem đàm phán chúng xem như thế nào. Ê, hai tên kia. Tại sao lại giết những người này hả? À, thì ra còn một tên. Giết nó nào. Đáng ghét. Những tên này là người xấu rồi. Chết đi. Mày quá. Mình sẽ đi ra xa khỏi chỗ này thôi. Bây giờ mình phải tìm. Ở đây có cây đèn. Mình sẽ lấy theo. Rồi chúng ta bị dính dưới đất rồi. Thật tội nghiệp những người xấu số này. Tại sao lại bị chết nơi như thế này chứ. Bây giờ mình phải lên đường ngay thôi. Yên nghỉ nha. Mình sẽ đi vào rừng. Hy vọng không có bọn thây ma trong đây. Đáng ghét thật. Tại sao cái chỗ này lại có những tên cướp như thế này chứ. Không hiểu luôn. Ô, đằng kia có cái gì cơ. Hình như là một. Ô, hình như chỗ này có người sống. Có người còn sống thì phải. Rồi mình sẽ đi vào đó xem sao. Ồ, trời cũng đã bắt đầu chuyển mưa rồi. Ô, ai ngoài sau lưng mình vậy? Ơ, đáng ghét. Tên này là ai? Tại sao? Ủa, đây là cái chỗ nào đây? Tại sao mình lại ở chỗ này? Ủa, đây là nhà của ai vậy? Ủa, đồ của mình đâu hết rồi? Tại sao lại trong người mình chẳng có đồ món đồ nữa hết vậy? Ồ, một ngôi nhà khá là hiện đại đấy. Ồ, ngoài kia có người. Ồ, chỗ này là mình. Ồ, có rất là nhiều sách nè. Chắc chắn đây là một chỗ nào đó có người còn sống thì phải. Hay là mình đang mơ? Ô, không phải. Thì ra không phải mình đang mơ đâu. Được rồi. Ồ, có ngoài kia có người, mình ra xem. Ủa. Ồ, đây không phải là cửa, đây chỉ là một tấm màn thôi. Ồ, may quá. Chỗ này cũng khá là sạch sẽ. Ồ, cho hỏi thì tại sao tôi lại ở đây vậy, anh kia? À, người của tôi thấy anh ở trong rừng thì tưởng anh là trộm, cướp nên đã đến ngất xỉu.
Anh đã ngủ ở đây được 2 ngày rồi. Hiện tại thì cơ thể của anh đã bình phục trở lại chưa? Nói để tôi biết, để tôi sẽ dẫn anh đi lại một nơi. Nhắc mới nhớ, cơ thể mình sao mà bủn rủn thế này? Hiện tại tôi chắc chưa có bình phục hẳn đâu, nhưng mà tại sao tôi lại ở chỗ này đây? À, 2 ngày trước có một vụ cướp giết người ở ngoài bìa rừng. Chúng tôi cứ tưởng anh là bên cướp á, nên đánh anh ngất xỉu. Sorry, hy vọng anh không phiền chúng tôi. Để tôi kể cho anh nghe, thì đây chính là một khu thị trấn của chúng tôi, được xây dựng cách đây vài tuần trước khi ngày tận thế bắt đầu diễn ra những đại dịch zombie bùng nổ. Ở đây có một tiến sĩ rất là thông minh và tài giỏi, thì hắn ta đang nghiên cứu ở chỗ này của tôi, thì cũng nhờ ông ta mà tôi biết được nhiều hơn về lũ tây ma và cho mọi người ở đây biết nhiều hơn về những bọn sát sống ngoài kia, chúng nguy hiểm hoặc giết như cỡ nào và điểm yếu của chúng là ở đâu. Ngoài kia có người, ở đây là khu phố, chắc chắn là ngoài kia có người rồi, mình ra xem sao. Ủa, có người thật? Ủa, khu này có người? Ủa, tại sao khu này có nhiều người sinh sống thế này? Wow, chẳng lẽ nơi đây là một nơi tuyệt vời nữa sao? Sau khi rời nông trại, nơi đây chắc chắn là nơi nghỉ lý tưởng của mình rồi. Nhưng mà có vẻ số người ở đây bị giới hạn lại.